nhà mình đâu có thầy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có không không? Nghe câu nói nghe câu nhạc nghe câu nhạc nghe câu nhạc anh dễ thương. Giây phút em gặp anh mà em biết em si tình. Tan tan tan.